to, quyết định chủ động ép lên từ Z-Way, nhưng đây là ba người vẫn làm được. Và đây, N9 bắt chết được Z-Way, nhảy lên nhưng Du vẫn có được cái mạng của N9. Double kill dành cho Du, triple kill chưa có, trả gồm một quả flash đã. Xong bây giờ sẽ là triple kill, Wara sẽ dành cho bên phía của Du. Và đẩy phút của Ace, không phải. Theo đang trốn, CZ cũng đang trốn, Z-Way vẫn làm được cái mạng của CZ. Xeo là ba. Trời ơi, trời ơi, xeo ơi. Ôi ơi, 4 luôn mà. Cái không được mít luôn. Cái SA là một đô la snap chết được cái SA ở trong nhà đen. Shady cũng có double kill. Ôi, đã hay còn may. Một pha xin tin và một viên cố tinh vào đầu. Các bạn thấy giá Shady thì đang lên AK. Em ra và Shady có được ai? Có được 3 đến Shady, tốt. Nỗ lực của các tuyển thủ rồi. Tấn công cầu trượt nhanh này, nhưng Revenge đã đón khách. David nạn nhân đầu tiên, nạn nhân thứ hai, nạn nhân thứ ba dành cho MVA nào, nạn nhân thứ tỏ là bên Lucas nữa, anh ta sẽ phải có để có thể đi về ở đây. Đấy. Đô la là 3 rồi. Tôi bảo là nghe được. Và thế là đô la, đó là 2 đổi 1 rồi. Nhưng Shady vẫn đang chơi được Shady và ZY. Nào, vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhà. Bây giờ còn được Shady rồi, làm được, tôi bảo mà. Nào mà thôi. Rồi rồi, nào thằng mình ép ra rồi. Thấy được Rambo. Vào đổi mạng không? Quyết định là vào đổi, nhưng đó là 2 mạng cho ZY và 3 mạng. VA ơi, nào đúng đang chết, đằng trước thì chết và đó là về những bóng đánh tổng triple kill của mình. Ultra kill là có và MVA. Tóa mà rồi, Elvin đâu lần này ra sớm hơn đi Elvin. Elvin ra sớm ngay lập tức có mạng, ở cầu thì chưa smoke, có vẻ hơi vui quá rồi. Bây giờ là tự tin thái quá đến từ đánh eSport, nhưng Mèo cất được một mạng đấy. Nhưng Tino, anh ta vẫn tiếp tục bắn trượt, giống như Tino mọi ngày vậy. Tino, anh ta nhìn thấy quá nhiều người, tôi không biết phải bắn ai cả. Và bây giờ thì là Vancon, anh ta đổi ngắm luôn mà. KT15 lục bắn chết trong chỗ bíp, nhưng Cam Lơ, anh ta đổi được cho mình thêm một mạng nữa. Nhưng KT15 đây là đi triple kill, Ultra kill dành cho KT15. Wow, hai viên một thành công. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến Robin Kaybit, anh ta đã cảm thấy một điều gì đó nó không tơm mà cầu M4 đục được triple kill. Cắt ta an toàn. Bây giờ đúng cắt trên đô la. Con xe đô la đang quay lưng đô la. Double kill, triple kill vẫn đó sẽ là cái bạn thứ tư dành cho đô la. Cắt tò mò, Lucas lấy được cái đầu của Crazy và sao cũng đã đi theo đường lối của mình rồi. Triple kill cho Lucas. Tên tiếp theo là 577 được Lucas, tồn mạng của Lucas, tôi mà cũng của ấy thì không đây, không thể ấy rồi.